Xin chào quý anh chị nhà đầu tư, lại là em Hoàng Yến đây. Hoan nghênh mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Ichimoku Club và quay lại với video nhận định thị trường vào đầu mỗi phiên giao dịch cùng em Hoàng Yến ha. Chúc mọi người sẽ có một phiên giao dịch cuối tuần thuận lợi và hy vọng thông qua video ngày hôm nay chúng ta sẽ có một góc nhìn khách quan nhất về thị trường cũng như sẽ có chiến lược giao dịch phù hợp trong thời gian tới ha. Để bắt đầu nội dung ngày hôm nay, anh chị mình hãy giúp em để lại những lượt like và thật nhiều trái tim màu tím ở phía comment nha. Ok, tổng kết nhanh, phiên giao dịch ngày hôm qua ngày 6 tháng 6, chúng ta có một phiên VN Index tiếp tục lặp lại kịch bản của hai phiên lần trước, hưng phấn trong đầu giờ và áp lực bán quay lại trong phiên chiều. Ngày hôm qua thì có những lúc thị trường giảm rơi về cái mốc 1278.4, tuy nhiên đến cuối giờ cũng như là phiên ATC thì đã kéo lại và hiện tại đang dừng chân lại ở mốc 1283.56, tương ứng với mức giảm 0,79 điểm, giảm 0,06%. Và ngày hôm qua thì độ rộng khá là cân bằng, 200 mã tăng, 224 mã giảm và 80 mã giữa mốc tham chiếu. Tác động tới index ngày hôm qua ở chiều tăng, chúng ta có sự quay lại của nhóm ngân hàng, các cổ phiếu như là STB này, Techcombank, BID, Vietcombank, SHB, CTG và LPB. Ngoài ra, cổ phiếu BCM là những cổ phiếu tích cực nhất, ảnh hưởng tích cực tới thị trường. Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu như Vinamilk này, HVN, PIC, GVR, Vinhome, DGC, GAS, FPT là những cổ phiếu gây áp lực cho thị trường chung. Nhìn vào hành động của nước ngoài thì ngày hôm qua, nước ngoài chúng ta có một phiên tiếp tục quay trở lại đà bán ròng rất là mạnh. Ngày hôm qua bán ròng hơn 741 tỷ, bán FPT, Techcombank, MWG, Vinamilk, PPBank, Hòa Phát, Hang Điền, DGC. Còn tự doanh ngày hôm qua thì tự doanh là một phiên bán ròng nhẹ, bán hơn 8 tỷ, tập trung vào FPT này, quỹ ACB. Xét về thanh khoản thì thanh khoản ngày hôm qua thấp hơn so với phiên lần trước, tuy nhiên chúng ta có 3 phiên thực ra là thanh khoản khá là đều nhau. 3 phiên gần đây thì thị trường luôn đi theo một kịch bản là kéo tăng hưng phấn trong đầu phiên và đến phiên chiều thì áp lực bán quay trở lại khi quay về khi thị trường ở những vùng cao. 3 phiên liên tiếp lực bán vẫn rất là nhiều. Và ngày hôm qua thì có một điểm tích cực là lấp cái gap 1280 và rút chân lên được. Thì nếu trong các phiên tới mà vẫn giữ được bốn mốc 1280 thì thị trường vẫn sẽ tích lũy ở quanh cái vùng cao này. Còn nếu không mà mất 1280 thì anh chị mình tiếp tục hạ thêm ha. Vì mất 1280 thì ở cái mốc 1270, 1271, cái hỗ trợ kỳ run này sẽ không phải một hỗ trợ mạnh mà nó có thể rơi sâu thêm về 1250 hoặc thấp hơn nha. Đây là nhìn về công cụ nến và khối lượng. Còn về công cụ Ichimoku Chỉnh Phát, các khung nhỏ hơn, thì mình sẽ thấy là trong ngày hôm nay thị trường khả năng kéo tăng trong đầu phiên là vẫn có. Chúng ta vẫn có một cái khách sạn hút lên trong khung 15 phút về 1284, 1285, và chúng ta còn có một cái cản bên trên 1286. Thế nên theo em, trong ngày hôm nay thị trường đầu giờ vẫn kéo lên được, nhưng mà cái lực kéo tăng đã bị yếu đi rất nhiều rồi, có thể lên 1286, 1290, nhưng mà đấy sẽ là cơ hội để anh chị mình tiếp tục hạ margin, tiếp tục ra hàng chốt lãi T cộng ha. Đoạn này thì anh chị mình hạn chế tham gia mua mới, chỉ mở mua những cổ phiếu có trạng thái mạnh hơn thị trường thôi. Và điểm đẹp nhất để mua thì sẽ là khi mà thị trường quay về những vùng biên giới tích lũy ha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái mốc hỗ trợ 1272, sau 1272 thì sẽ là 1250, mà lưu ý những vùng đó ha. Ok, thị trường thì kịch bản thì vẫn như vậy, cần tích lũy thêm cho em là một tuần nữa, và hiện tại thì cái lực tăng đã bị yếu đi nhiều rồi, cái khả năng trong ngày hôm nay giảm sẽ nhiều hơn. Trong khung 1 giờ cũng như khung 15 phút thì bên trên chúng ta đang có cản rồi, bên dưới thoáng hơn rất nhiều. Ngoài ra ngày hôm nay khung 1 giờ thì đang tiếp cận cái vùng eo may mỏng phía dưới rồi, thì mỗi lần có một cái vùng eo may mỏng thì luôn là một cái lực hút rất kỳ lạ đối với chỉ số cũng như cổ phiếu ha. Ngày hôm nay thì thoáng bên dưới hơn là bên trên, chúng ta có những mốc hỗ trợ 1272, 1250 lưu ý trong ngày hôm nay ạ. Về cơ hội tham gia thì tất nhiên vẫn có rất nhiều cơ hội tham gia đối với cổ phiếu.
trong các cái nhóm khác thì em đang thấy là mọi người đang đồn đoán nhóm đầu tư công sẽ là nhóm nhận sóng đợt tới. Tuy nhiên thì với các cổ phiếu nhóm đầu tư công thì em thấy chưa đâu, vẫn vẫn có cản chưa xử lý được. Ví dụ như là VCG chúng ta vẫn có một cái cản ở 23.8 chưa vượt qua được thì chưa nói lên điều gì. HV tương tự 14.1 tới 14.3 cản trên. LCG cản sẽ là 12.7. Đạt Phương này thì tích cực nhất, Đạt Phương ở kênh trên chúng ta có đa khung thì đều đang rất là thoáng, giữ được trên tăng. Đạt Phương ngày này thì đang tạo lại một cái nền trên này thôi. Ngoài ra có FCN, FCN vẫn giữ được cái giá cân bằng hiện tại 15.05, lực bán thì cạn kiệt rồi. FCN thì ngày hôm qua cũng chia sẻ với anh chị mình rồi đấy. Còn C4G thì yếu hơn, C4G nằm ngay nằm ở dưới cả 2 giao găm cơ. KSB thì vượt lên vùng cân bằng khung ngày, đang test test ngược trở lại, chạm đúng khách sạn bật lên rồi, thì có thể nhóm đầu tư công sẽ là một cái nhóm có nhịp tăng trong đợt tới, nhưng mà chưa phải là bây giờ. Và chúng ta sẽ chú ý 2 cổ phiếu mạnh nhất là Đạt Phương và FCN nha. Ngoài ra hôm nay rồi giới thiệu với anh chị mình một cơ hội, nếu như anh chị mình đang cầm cái lượng tiền mặt lớn hiện tại thì tỷ trọng phù hợp sẽ là 50-50 nha, nhưng mà với những chị mình cầm cái tỷ lệ tiền mặt lớn hơn thì giới thiệu cho mọi người một cổ phiếu trong nhóm em cũng đang canh là cổ phiếu SIP SIP, công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG. Nếu anh chị mình thấy này thì nó đang tích lũy theo một mô hình vai đầu vai ngược, và điểm mua của chúng ta sẽ là canh quanh cái giá 93.5. Nếu mà nó test lại được cái vùng giá 93.5 thì đấy sẽ là một cái điểm tham gia. Và với một cái mô hình vai đầu vai ngược thế này thì mục tiêu sẽ là 113. Điểm cắt lỗ thì sẽ là quanh giá 87.5 ha. Về tín hiệu sớm nhất thì sẽ cập nhật tới anh chị khách hàng của em trong nhóm tín hiệu, trong nhóm T cộng, nên anh chị mình chưa biết nên tham gia cổ phiếu nào trong đợt tới cho hiệu quả. Chưa biết sắp tới sẽ có sóng ngành gì dẫn dắt, nên tham gia nhóm cổ phiếu nào để chúng ta có được cái tỷ suất cao nhất thì anh chị mình có thể cân nhắc về đội của em ha. Những cái tín hiệu thì sẽ cập nhật sớm nhất anh chị khách hàng của mình trong nhóm. Còn ngoài ra thì vẫn sẽ chia sẻ trên livestream, cũng sẽ chia sẻ trên nhóm cộng đồng, nhưng mà luôn ưu tiên khách hàng của mình nhất, nên anh chị mình cảm thấy phù hợp với phong cách tư vấn của em thì yêu quý em thì mọi người có thể mở mới tài khoản SI hoặc là chuyển ID về em để chúng ta đồng hành cùng nhau sát nhất trong nhịp tăng tới ha. Hy vọng sẽ sớm được đồng hành cùng anh chị mình. Ok, trên đây là toàn bộ nội dung em muốn chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay. Nếu anh chị mình còn thắc mắc, còn câu hỏi thì mọi người có thể để lại ở phần comment hoặc là tham gia vào room cộng đồng của em bằng cách mở Zalo, quét cái mã QR code trên đầu em ha. Mọi người cứ để lại câu hỏi cho em trong nhóm cộng đồng, trong comment. Em sẽ cố gắng hỗ trợ mọi người sớm nhất có thể nha. Và mọi người yêu quý em Yến thì cũng đừng quên tiếp tục bấm like và thả tim ủng hộ em ha. Hẹn gặp lại anh chị mình trong các video và các phiên livestream tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.